1, 2, 3, go! Con thích gì vẫn về đây. Bạn con sẽ được ăn nhiều món ngon. Thích lắm đi. Thế tớ là dì mới sao nhá. Yeah. Còn bây giờ ăn hết thế này, mai dì mua gà nướng nha. Mua nhiều cho con nhá. Hôm nay dì ngủ về sau nhá. Vâng ạ. Dì ngủ hai chị em cơ mà. Ăn một bụng xúc xích như thế này thì làm sao mà ăn được cơm nữa à? Con bé này cứ toàn mua đồ dầu mỡ cho cháu ăn thôi. Mẹ, mẹ nhẹ tay được chứ. Ơ, mà đâu chim cu chưa về ạ? À? Mẹ ơi, con về rồi đây ạ. Em chào chị ơi. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Bác ơi, cháu có ít hoa quả cho biếu bác. Ôi dồi ôi, bây giờ là người nhà rồi, khách khí làm gì. Cơm nước dọn dẹp xong rồi, cả nhà vào ăn thôi. Đi, đi, đi vào ăn con ạ. Vượng ơi, Vượng. Ai gọi Vượng đó? Đấy. Có Vượng đây. Đấy. À, em biết ngay là chị chuẩn bị mắng đúng không? Người ta cưới vợ đến nách rồi, suốt ngày mắng. Này, em mà cáu lên em cưới vợ luôn thì chẳng còn ai mà mắng. Thôi, phải nhà vào ăn cơm đi ạ. Ăn cơm, ăn cơm. Nguội hết đồ ăn rồi. Thôi, cho chị ạ. Em về ngay. Wow. À, ngồi ngồi với ông. Hôm nay bắt đầu nhiều món thế. Chuyện. Em bây giờ là con rể quý hóa của mẹ chị rồi, đương nhiên là phải nhiều món ăn thôi. Nhắc mới nhớ, thì bao giờ hai đứa tổ chức đám cưới để mẹ còn chuẩn bị lên danh sách cho nó chu đáo. Chứ không như hồi cưới chị Khánh ấy, cứ vội vội vàng vàng thế là sót mất mấy mâm ấy, mọi người cứ nhắc mãi đấy. Vậy thì bác cứ lên mâm đi ạ. Chắc là cuối năm. Nhưng mà không biết là năm nào mẹ ạ. Này, không được nói thế đâu Trang nhá. Thế là cuối năm nhá, chốt đấy, bác đồng ý. Vâng ạ. À, cháu cũng xin phép bác, xin phép cậu, xin phép chị, xin phép nhà mình. Sắp tới cháu đưa Trang về ra mắt ạ. Thì tốt quá. Được, yêu đương tìm hiểu, rồi cũng phải tính những chuyện hôn nhân. Cũng nên đưa về gia đình để báo cáo cho có trước có sau cháu ạ. Dạ vâng ạ. Nào, thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Mời bác, mời cậu, mời chị. Mời mẹ, con mời hai chị, con mời chú. Ăn mì ngon với sao nhá. Ôi, no quá. Mỗi lần sang nhà mẹ Nga ăn cơm, ngày hôm sau cậu phải tập gấp đôi đấy. Nè. Không tin à? Mợ có biết tại sao cậu lại thích sang nhà mẹ Nga ăn cơm không? Bởi vì nhà mẹ Nga luôn có không khí gia đình. Từ nhỏ cậu đã không có một gia đình trọn vẹn rồi. Đến một bữa cơm theo đúng nghĩa cũng không hề có luôn. Cho nên cậu luôn tự nhủ rằng lớn lên nhất định cậu sẽ tự xây một gia đình riêng cho mình. Mợ cùng cậu xây gia đình đấy nhé. Hôm nay cậu xin mẹ Nga đồng ý rồi đấy. Hay là cuối tuần này sang nhà cậu ra mắt nhé. À, bố cậu ấy là một người mà mợ biết đấy. Mợ thử đoán đi. Đoán đúng sẽ có thưởng. Bố cậu gọi. Chờ cậu chút nhé.